Còn quên chưa like trên Limo TV nhưng mà thôi. Chào anh em nhá, anh em vào sau bấm giúp mình một like và mình đang bật livestream trên TikTok rồi và chuẩn bị là livestream trên Facebook. Biết ông Kiều ông vào chưa đây? Vào chưa cậu ơi? Tớ đang đợi. Hello bà con nhá. Cảm ơn sự ủng hộ đến từ bà con. Oh. Hello, hello. À, chú lớp à. Bé Yên đâu rồi nhỉ? Để nhắn tin cho con bé Yên nó vào. Còn chưa em. Hello tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả các bạn. Và chúng ta cùng quay trở lại với livestream của Võ Mai Huyền Thoại. Trang chủ là zgamehuyenthoại.com anh em nhá. Và chúng ta đang chuẩn bị báo danh ở bên trong anh em ạ. Đây tôi đang báo danh ở khu bên trong và tôi đang mặc set trang bị tàng kiếm. Ngoài ra thì tôi sẽ có thêm tôi cái điều khiển rồi. Ôi tôi chết rồi, vỡ điều khiển điều hòa rồi. Ô Tiến đây này, hello anh Hải. Anh. Hôm nay mượn thêm một bạn Nga Mi kiếm nữa này. Anh cần cổ sư anh Nga Mi kiếm để em bảo bạn cầm. Bạn có cả hai đấy. Buồn, ngon. Thì bây giờ một là mình cầm Nga Mi kiếm, hai là cầm cổ sư. Trang chủ là Yên anh không ngon à? Em đang gọi đây, zgamehuyenthoại.com anh em nhá. Báo danh đi anh à. Ôm đống Heaven mệt quá. Để tí nữa khả năng bán cho em cái Heaven 1. Em đang nuôi con 83 lên để tối em đi 1-1. Yên nắp Nga Mi đàn. Kiếm quyền clon này trang bị tăng kiếm mà vẫn clon. Ê, mày đừng đánh khinh thường trang bị tăng kiếm của anh, đấm cho vỡ mồm đấy đại ạ. Đi mua lắc đã. Được cái chuạc nhiều tiền. Hôm qua em đập đồ xịt, thế là em phải ấy lại, em phải úp lại người ta. Lắc qua trời này, 600 vàng 100 bình. Tính ra có 6 vàng một cái à? Đúng không? Được. Trời, cái này thì đáng, loại này làm gì có đam được. Ở đây vẫn còn là các loại này nó mới được không ạ? Em có yêu quyết nhãn rồi anh Hải ạ. Về mua bao tiền đấy? Không nhược nhất đại tông sư. Hello bạn Huy Dương, chào bạn Chiến, chào bạn Lâm Vũ. Nào 100k thì được bao nhiêu xu anh Hải? 100k được 2.300 em ơi. 2.300 xu anh em ạ. Ủa còn Võ Lâm 2 hả? Còn anh em ơi. Còn anh em nhé, chuẩn bị Võ Lâm 2 đây. Để nhắn tin cho ông kia làm xếp. Rồi, báo danh bên trong đi. Chiến trường đây, đồng phết, này đồng phết đấy. Ôi, hôm nay đánh sát điểm nhau anh nhỉ. Sát điểm nhau dã man. Nó vẫn mạnh hơn bên mình. Nhiều mạnh hơn nhiều. Nhiều. Điểm thì nó vẫn sát đấy nhưng mà kệ bên nào cầm tự giải quyết. Đằng lại. Kệ. Con của em nó lại dở cái, nó mất mẹ cái đằng giao bích, nếu mà bây giờ đeo bằng giao bích lại ngon. Giờ mấy anh em mới comeback ở chú Tống. Nó cân nó vui. Thực ra mấy ông mới đào tạo thời gian là biết chơi hết mà. Set hỗ trợ phòng thủ chưa có này. Đặt này nó còn một set nữa anh em ạ. Hello mọi người nhá. Vinh gà sút cái gì á? Ok, Vinh gà thì việc là Vinh gà chứ còn Vinh Lai là việc của Vinh Lai chứ. Quan tâm làm gì anh em? Quan tâm là tôi đá được người không hiểu không? Úi giời, chủ hạp lắm tiền lắm. Ồ,
không đi show này không có nghe mày kiếm mà. Có nghe mày kiếm này. Thế có khi là bảo bạn em nắp cổ sư thôi, y- yên có on này. À, mình chưa sút mắc điểm lần nào nhưng mà mình không dám mắc điểm các bạn, mắc điểm lại bị chửi. Nói chung là mắc điểm là bị chửi đấy. Mình không dám mắc điểm. Tại vì chiến trường mình đi cho các bạn xem thôi. Này set thiên chi viêm đế tầm bao nhiêu? 500.000 thì được cứ 100.000 là 2k3 các bạn nhân lên. Nạp qua đại lý còn nạp qua admin thì 2k2. Nhiều cách lắm các bạn ạ. Vác mình được 5 ô anh em nhá. Chào bạn Trần Huy Lộc. Tối nay 1-1 đấy công ạ, tối nay có tỷ võ 1-1 đấy, công chuẩn bị đây. Tí nữa tôi úp con, ui dồi ôi. Nhiều khi thấy đầu tử quang đeo đá, nội công nó cao, nó sốc đam, đau hơn tàng kiếm. Kháng tất cả 12. Một tịch 88%, bao tay sư môn 3. Biết đá bác không vinh, ui dồi ôi. Không đá vác mà tôi dám cầm thiếu đồng quyền thì tội lạnh bố. Các bố biết đá, các bố đây đá với tôi nhận hết. Đúng không các bố? Các cụ, phải gọi các cụ. Nhận hết anh em ạ, vào đây đá với tôi. Link tải game ở đây nhá. Set tăng kiếm mình không bán, các bạn lên nhóm mua nhá. Anh Hải bán này. Anh Hải có set tăng kiếm. Anh Hải có set. Có cái áo cái quần đi, mũ nữa, set. Anh Hải có set tăng kiếm này, anh có mua anh Hải bán cho. Chứ tôi thì tôi không có. Tôi không có để bán tại vì admin của tôi thì có gì bán. Vinh mắc 500. Vinh mắc điểm 500 xu đó, 500 xu thì thôi. Bạn ngay mới kiếm ơi, bạn in game là gì vậy? Chú lớp ơi. Bán nhá, nhận bán sẽ tàn kiếm nhá. Nhận bán cho anh em tự đổi luôn nhá. Đang có một ít tàn kiếm thần thạch rồi. Rồi anh em ấy thì bắt đầu mình ăn em hơn thôi. Bạn này bạn phải cộng lên đồ một tí nó đỡ đau hơn. Nếu mà bạn chịu khó cộng lên 5 tiểu ký thì ngon. Nó đỡ bị đau chứ còn cái này nhiều khi nó xúc cho một phát là cũng mệt phết đấy. Cứ để thầy phải gắt. Thiên chi viêm đế bạn này có nhưng mà chưa ra anh em ạ. Thiên chi viêm đế thì chắc là phải năm sau. Năm sau tử quang viêm đế mình chỉ bây giờ sắp ra tử quang viêm đế thôi. Cứ... chưa biết là còn chán là anh ạ. À. Để em nói thật còn chán với con tử quang viêm đế. Anh kiểu lâu ấy. Con này con có hệ nhãn rồi, con này đá nó đau hơn tí rồi. Bao giờ ra tử quang viêm đế anh cũng bán luôn nhá. Anh dân cày cái gì chả bán được. Tiền người cà phê nhá. Chào bạn Nguyễn Tú, một món tàng kiếm bây giờ nó khoảng bao nhiêu tiền anh Hải? Một món tàng kiếm bây giờ nó sẽ từ tầm khoảng độ 6 đến 7 triệu. Ừ. Một quần thì nó sẽ đắt tùy vào off nữa. Chiến trường gặp anh này nó đại nha, anh đánh đá cho vỡ mồm đấy đại. Linh tải đâu á? Đây linh tải đây bạn nhá. Rồi, ai rep comment cho em cái khiếp khổ quá. Ngày nào TikTok cũng nhiều comment này. 7 triệu một đồ tàng kiếm ạ. PT live đi Hải. Ok em, yên ơi vào đi. Hello bạn Louis, hello bạn, chào bạn Phạm Vũ, chào bạn Linken, chào bạn Nguyễn Thành. Yên này rồi. Tôi sợ nập ác nhắn tin ID không trả lời, ông nào ID không trả lời, ông nào bảo tôi xử lý mấy thằng không trả lời cho. Thôi không trả lời, bảo tôi xử lý cho. Xử lý luôn. Đuổi mẹ việc luôn anh nhỉ. Không, mình nhắc nhở anh em không? Hoài Thanh ơi, nên rep vào tới comment đấy. Bên TikTok đăng nhiều. Lại 300 người, mấy trăm người xem rồi. Anh Hải đâu? Anh đây. Đâu, ngay bây giờ đâu? Chú Cú à? Anh em vẫn bến đỗ thôi. Kiểu bạc bỏ PT, anh PT. Em bảo người anh em của em lóc thêm cổ xưa. Ấy ơi, cậu ơi, cậu sang bên chỗ tớ này, nhìn livestream tớ này, sang bên này này. Vào PT của Kiếm Tuyết Yên để bên này. Vậy cậu cầm cổ sư đi. Cậu cầm cổ sư đi ấy ạ. Cậu cầm cổ sư đi đi chu lớp ơi, cậu cầm cổ sư cho tớ đi. Cậu cầm cổ sư đi cho chắc. Đấy, này của cổ sư. Vinh có đấy, Ác Vinh đang rẻ này, Ác Vinh rẻ lắm. Lui ạ. Cổ sư gao à? Đấy, thằng này lại phải ban rồi. Đó. Lại phải ban thằng này rồi. Của Gao là người anh em. Thằng nào không trả lời đuổi mẹ việc ý. Đúng rồi, anh đang biết toán hả? Dấu hiệu lên bạn. Ủa, ảng này cộng 6 này. Dã man chưa?
đeo áo tử quang cộng 6 bạn được bạn. Đội này không cần yêu cầu cao đâu. Cố lên một tí nữa để kiếm Ngọc Hoàng Lăng nữa thì nó sẽ ổn hơn. Con này Vũ Hoàng Lăng thì anh em mình đá tít mù. Su đâu rồi? Cái này nhận được phẩm chiến trường cơ. Gì? Gì Yên? Nhận được phẩm chiến trường cho nó đỡ tốn máu. Em nghe giọng Yên như kiểu bị sổ mũi đau đầu ấy. Đau ốm. Em ốm à? Có cần nào không bạn? À không cần là không được bạn ạ. Bạn vào bạn cày cũng được, nếu mà bạn biết cày bạn vào cày cũng được. Full set đâu một món tăng kiếm tầm bằng lấy tiền bạn ạ. Chào bạn nhá. Link tải thì bạn mình để cho mod nhà mình comment lên liên tục anh em nhé. Tại vì mình không dám để chạy trên màn hình. Nếu mà để chạy màn hình TikTok nó cho ra đảo một lần rồi nên là mình chừa rồi, anh em thông cảm. TikTok này làm căng lắm. Em căng nó đấm luôn đấy. Hơi sợ. Louis và búp tớ đi Louis. Tớ đưa Ami cho, tớ thừa con Ami này. Thiếu cổ sư anh ơi, anh Hải ơi, cho một người cầm nữa được không? Kiếm ai cầm nó đi. Nó không ngon. Anh mua ác ngon cho nó rồi mà nó bây giờ nó không ngon. Chưa biết làm sao bây giờ. Không mạnh cơ mà. Không mạnh à. Không ngon. Biết là nó có việc gì. Em mất lick giữa kim khiếu với cả đồ. Căng nhở. Xấu chưa anh ạ? Game đông rồi, ông ấy nhìn là biết rồi, phải hỏi làm gì. Tập này bây giờ 13, chiến trường là bao nhiêu rồi? Tập tịch cao nhất ở server này là 93, 94 gì ấy. 95 anh ạ. 95. 95 ạ. Thằng Minh Ngọc 95. Để nào sự anh đau thế. Vinh Long Tử Lon bảo danh liều ấy. Thôi, tôi chịu. Ở đây có ông nào chuyên máy ảnh mà tôi hỏi tí. Cái dây nối từ máy ảnh sang máy tính là cái dây gì, các ông chỉ tôi với. Tôi ngu vãi đái, tôi không biết là cái gì luôn. Hello bạn Nhật Phạm, đừng đá stream nữa. Ông đang live là admin mà không, mình mod livestream thôi bạn ạ. Mình đang là streamer thôi. Võ Lâm Chính Kỳ 2 bạn nhá. Ông để co cái ông lại viết xíu rồi. Võ Lâm Chính Kỳ 2 em ạ, sửa ngay. Lên TV à? À, Linken à? À, Linken 998 à? À, mới mua link. Ừ, được đấy. Linken xem stream bên TikTok là đã mua link rồi. Nương 3 triệu kiếm đâu xét tặng kiếm nắm thế á. Úi dồi ôi, có người đầu tư cho anh chơi em ạ. Thiếu nhóc tiền. Tiền thì anh in là được mà. Anh Hải nhỉ? Tiền anh Hải in là được lo gì? Không phải anh in sao được tiền em. Xong chiến trường làm tí ạ. Em đang bảo em like Limo TV ở đây mà. Nick bán không á? Nick này đi mượn anh em ạ. Yên ơi. Anh em cầm bạc nào đấy? Yên cần cá nhật đấy, bận cá nhật đấy. Qua trước bỏ đổi tên mà bận có quên đấy. Đổi tên đi. À hôm trước Yên gặp, Yên cầm nick này chửi anh đúng không? Đâu? Chửi anh. Cá nhật mới mua. Cái này anh. Ủa cái Huệ Nhãn vào chắc này đá mít lắm đấy, đá ngon lắm đấy. Em ơi xem đi, nhờ còn 1 phút nữa này. Chuẩn bị đánh này. Chuẩn bị đánh này. Bộ chê. Anh chê anh tự đi mà chọn. Chọn gì á? Nghĩa trang á. Bộ này xinh mà. Hay là chọn giống cái bộ ngoài trang cũ nhá. Sen tờ cái anh à. À ấy cầm. À cái bộ em chọn đẹp mà. Cái bộ à, cái bộ cũ em chọn đấy. Anh nhìn ứng. Sen anh cái. Yên ơi. Đâu rồi? Chưa nhìn đi đâu. Cái ông nào vứt nắc rồi này. Nó là tôi nhặt nhá. Ê. Một cao này mình nhá. À tí nữa đi. À có từ ấy. Tí nữa. Tí nữa sau chiến trường tối được. Vòng mấy? Mấy anh em. Tao một cao. Nâu nâu sen cổ sư bút cho mình với, tại cổ sư cũng vất vả đi sau. Đá chưa anh? Nhìn like được không? Nhìn like được không? Em chả nhìn được like cơ. Thế thì ra cho bạn dân yêu đi. Một mạng nhá. Nắm, viết được con đấy của nó là êm rồi em ơi.
Ok, có mạng tiếp tục. Anh em Yên ơi. À, hai anh em kiếm thấy lâu lâu cho bọn tôi xin cái sen đấy nhá. Lên kìa anh. Đá cặp mới chết được con đấy, đá cặp mới chết được. Ui, ba thằng đá đều chết đó kìa. Xua sàn kìa. Thì em thiếu sen. Em thiếu sen. Có một anh em kiếm mà. Hai anh em kiếm mà. Đâu, này có ai hoạt đâu rồi. Yên này. Yên này sen anh cái. Thế trời, hôm nay Yên lại một mình họ ba. Phần 3 rồi. Phần 4 luôn cả cột xương rồi. Có sen không em? Này Yên hơi vất vả rồi, thôi cố gắng em ạ. Tối ngày anh bồi dưỡng nhá. Bồi dưỡng giờ Yên có cần gì đâu. Có mỗi khoản bồi dưỡng được thì... Tim mình đẩy lên, tim nó ở phía sau rồi. Vùi đòn đéo xem. Đây. Đi em ạ. Đi lên, đi lên. Này. Bọn em cứ tin anh đi, cứ đi theo anh đi, nghĩ. Từ từ anh ơi, cho em một kịp tụng khí cái. Bây giờ cứ hai đứa đã cặp thì để gì bọn này. Hello mọi người nhá. Giờ thương phải đá ba người đá mới cặp mới chết được. Để một rút ra kinh nghiệm bây giờ, cứ đại tu mà này, hay đi mẹ nó bắn kìa. U nó bắn kìa. Cố cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn sau là ngoan. Ý, mày AK tè đéo chết. Ờ, quấy đéo chết anh à. Nó cắn cửu chuyển, nó ngay bên nó tanh phía sau. Giờ dưa cung nó hút của anh em mình nó cũng nhiều đam quá. Về đi em ơi. Năm kiếm chết thôi. Chết rồi. Mình có dòng 3 cũng yên rồi. Cổ xưa nhìn live stream nhá. Nếu mà có dòng 3 thì anh em mình lên dòng 3 luôn nhá. Sau đài tống thì cũng có. PT ngang bên kia đi. PT ngang bên kia kìa. Băng máu kìa. VAC kìa anh. Cho nó xin nó có vào PT không. Ui, à, tè này. Đấy, Vinh rất máu nhá. Đéo cần để ý ai luôn. Đéo anh ạ, giờ không đánh nó cũng chết. Bây giờ em đám, em đi vòng em chạy đây. Em đi vòng em chạy đây, em mất yêu cổ rồi. Em mất yêu cổ rồi, em chết rồi. Để ra lại. Ra lại đi, vòng 1 à. Đồng 1 1 cao. Hôm nay Tiến không cầm đấy cả. Hôm nay cầm đấy quyền rồi. Ờ, vậy đá xua à? Ừ, Phong đi show rồi. Phong show chắc tối về. Đi tối hôm qua chắc hôm nay về. Đi đây luôn anh. Đi tối hôm qua thì chắc là hôm nay về mà chưa vẫn chưa đá. Hay là chiều chắc mới về. Đi show nó tối say qua rượu. Bảo anh là nay bạn đi ở tối, bạn đi có việc thì tối. Đi show say rượu phải đám sao được. Hello anh em nhá. Chào tất cả anh em. Mình đang livestream trên fanpage của Võ Mai Huyền Thoại và trên kênh TikTok của Thành Vinh. Phiên bản Võ Mai Huyền Thoại 2008 anh em nhá. Cảm ơn các bạn. Yêu cổ chưa? Nên yêu cổ chưa? Cổ xưa lên chưa? Được. Đây rồi, đây rồi. Ok, thư đang màu cao cho nên này. Đây, cho anh kiếm người cỏ. Cứ côn nhau thì nó dễ đánh. Anh em cũng phải đầy đủ. Cho anh xin cái sen đấy Yên này. Yêu cổ cái Chu ơi. Ok. Anh nhắn nét ra kìa. Ừ lắm nhầm dai. Được một mạng anh ạ. Không, nhưng quan trọng là cái thằng Minh Ngọc nó chết. Trụ cột của chúng nó ra đi. Nằm nó nhìn luôn kìa. Nó đợi, ơ thôi loạn rồi. Ôi dồi ôi, lùi là anh chết. Các bạn thấy mẹ rồi này, chết rồi. Mà loạn không sút được. Ơ anh có dòng 3 này. Hello Minh Hiếu, sút được vài mạng em. Có vòng 3 không? Vòng 3 lên chả được. 3 giao được đâu. 3 lên nó lấm nó tù mỏ đấy. Ra 2 thôi xong rồi chạy. Vẫn thiếu cả vẻ, chứng tỏ mai thì thêm. Thì riêng một ngày mình kiếm nữa thì nó mới ổn được. Bút cái. Bút đã em. Đảo tay tớ phát. Tưởng ngay ấy. Ừ.
Giờ còn sự kiện điều không con em ơi, thoải mái. Ngắm kiếm cổ sư đâu rồi? Yêu cổ. Đi còn mẹ đá kìa. Quỳnh quá rồi. Kìa. I want anh ạ, I want nhá, phải gặp tay à. Nó đá em con bé nằm luôn. Sợ thật sự luôn. Ngắm kiếm của tôi, ông kia ông lại đang long rồi, thôi để tối anh Luy ạ. Cũng muốn vào lắm nhưng mà bây giờ vấn đề nó không được ấy chứ. Và bây giờ có ngay mấy kiếm mà không có cổ sư cũng không thể đánh được. Không có, có ngay mấy kiếm. Có ngay mấy kiếm, còn một con cùi cùi của em nữa. Vẫn đánh được. Búp búp cái này. Tống thì đang bị ép sân, nó hơi khó nói chuyện. Chấn lắp thêm một con ngay mấy. Mọi người tải game ở đây mọi người nhá. Bùn phụ em ạ. Tiến bình thường, đầu 6 tay quen rồi. Bình thường một mình làm phá. Tiến đánh một mình 3 được rồi, vậy giỏi gì nữa. Tiến bình thường không có anh em vẫn một mình ba lóc ba rồi luôn. Em cứ rút sạch bun mình sợ chứ. Ôn lại cho anh nhá. Ôi trời ơi, hai mạng. Có ngăn kiểu nó vuốt máu đáy sữa. Yêu cổ các bạn. Tôi cổ Ngami nữa, Ngami gì nữa. Đi, con mẹ ơi. Đâu được, em cứ bị loạn nha. Em cứ bị loạn là đá chết em thôi. Hồi sinh anh ở yên này. Anh đứng trong này. Đi. Khó thật sự luôn đi. Đang hai tay này, múc nó đi. Không đá được nổi anh ạ, để dương cung nó bắn kinh quá, không lên được luôn. Anh em trường khắc nghiệt này đi, tí nó ốp và anh em mình có chịu. Khắc nghiệt thực sự luôn, chết ngay bây ở nhà kìa. Chiến trường khắc nghiệt dã man. Hồi sinh kiểu lý đoan. Nhà báo. Tiến đâu vào mấy rồi anh? Đây, nó đang ở chỗ đây đây, em đâu, em chết à? Chết thì em đứng ở chỗ đầu vòng 1 này. Anh đi tận lên xem lên được. Bọn nó lên cao lên. Rồi. Anh em vòng lại, vòng lại đón hàng. Đón tình cái. Em cụt trà sữa à. Cụt phòng nữa. Cái thằng trà tè dã man thật. Đá kinh lắm anh ạ. Nó được KV tận nữa. Chết mẹ rồi kìa. Anh về đi. Navi nè. Navi đứt rồi nha. Ba vác cũng đứt thôi. Tướng nào thì tướng mẹ. Ba vác cũng nằm hết. Đấy, ai mà chẳng gì. Hai ba vác làm luôn. Có nhiều rồi. Lên chưa? Đâu rồi? Em vẫn là một, em đợi này. Đâu hết rồi? Cổ sư không thấy đâu này. Cổ sư theo tớ bạn ơi. Đâu rồi? Ê, mẹ lại loạn rồi. Nó một con nó gảy 4-5 thằng nó sút luôn. Tiền nước ở Momo đấy à? À, ở Momo Long cầm cho Momo bên kia. Tối tí hết thằng Long lên 4 nhá con. Má nó cứ gãy choáng. Khó chịu với cả đái luôn. Cái nơi dòng 1 bun anh à. Không đánh được. Tức thật đấy, không có cổ sư búp. Ngay bây giờ nó gãy không sốt nổi luôn. Hello bà con. Bạn cổ sư ơi, bạn theo tới đi. Thôi mới pha sút có sút đâu. Ngay mình đâu rồi Yến ơi? Đây rồi. Đang ở rào 1 nhà mình à. Bây giờ em đợi không thấy anh em nó ra luôn đấy.
điểm à? Đây ở chỗ một này em, bắt đầu một đánh ba. Em còn chả có tí búp rồi. Nếu không vô chiến trường là do không đen thôi. Làm lên nhá. Mày này. Ủa ta đã quả tốt thật. Mày này. Ta te đây mày. Mày này. Không ăn nhập, không ăn bên trên. Đâu được anh ạ, à. Mẹ nó bắn quái kim đầu quá. Đấy ông nội, cố lên. Hồ sinh em ấy, nó bắn con bé Yên nữa. Nó bắn con bé Yên dập mặt luôn. Hồ sinh anh em ơi, mấy cái ơi. Mày có 2 anh em, 3 anh em mà bây giờ bên đó cứ chục thằng kia lúc nó ra vào. Ôi tổ. Đấy, lại được thiếu triệu rồi. Em ơi, em búp vào tường rồi. Em bị cái gì mà bị rake vậy? Một phát 5 thằng lên nó sút kinh thật sự luôn. Quái kim phía sau 4-5 thằng nó đá, nó bắn một lúc. Anh chưa có lưu thủy, có cho anh xin cái nhé. Chào anh, chào anh. Nữa đi mẹ. Cáu thật sự luôn. Lỗi pha đấy là không suất một ai luôn. Chết nguyên cả đám bên trong luôn mà. Chịu rồi, rồi gặp bọn đá stream thì chịu rồi. Đá stream. Cái này chậm ghê lắm em ạ. Em để đi lay lâu lắm rồi mà em toàn bị em bị bắt thôi. Kiểu nó cứ tìm mục tiêu sao ấy. Cổ sư nằm vật vã nãy giờ luôn. Em ra dòng 1 này tập trung anh em. Em chưa có, em chưa có hệ nhá. Đen thật đấy. Rồi một ngang đi đàn nào nữa. Đi cặp nhỉ. Anh lên chưa? Em lên xua xa. Đã có bụi hoa xe. Ờ lên em. Mày này. Làm đôi. Toàn thiếu lúc trưởng này. Lại bị chết à em? Không mẹ. Nhưng mà nhiều thiếu lúc trưởng quá. Bên nhiều ạ. Bên nhiều cái gì nó cũng nhiều chứ không phải là trưởng. Đấy, nó lại đứng phía sau là địt ạ. Bố mày làm chết luôn này. Nó nhiều thiếu lúc trưởng ra màn luôn thề. Ui trời ơi. Lên trên. Nào lên nhá. Kà tè. Còn ba không bơm máu là chết ngay. Má nó bắn em này. Ôi xin anh. Không lên nổi mà đá chứ. Máu ngay như này. Máu anh cái. Không lên nổi mà đá máu. Chạy luôn anh ơi, cả tay nó vào kìa. Hết sen rồi Yên ơi, cho anh xin cái. Ốm rồi đấy. À đây còn sen rồi. Nữa. Gặp bố Nguyễn Trích nữa. Gặp bố Hoài nó là bố Trích à. Ghét thật sự luôn. Anh xin cái búp em ơi, anh lại đứt mẹ rồi. Đi đâu cũng gặp người đấy hả, từ từ á. Anh xin cái xe là được rồi, cho anh xin cái xe được rồi. À, cày quá. À, thiếu trượng nhiều quá, ai lại à. Ăn đéo làm thiếu trượng vậy, đấy lại loạn nữa này. Cái gì đấy? Trầm cảm mẹ luôn. Nó đi một phát 4-5 thằng này nó sút. Ui sổ, sút nát mẹ nhà mình luôn. KV không tập trung được một người, KV phải tập trung. KV không tập trung được một người, nó khó búp lắm. Đây hiểu không? KV tập trung được một người, nó dễ đánh.
tiên là người chơi hệ dưa tướng à đâu? Tôi xem chơi... em ạ. Đầu tiên là Yên chơi dưa tướng, không chơi cái băng quyền. Giờ chơi này đâu nhỉ? Giờ Dương Ami tiên phong, xem đi. Cái này đâu? Cái đầu tiên em chơi cái gì? Cái băng quyền. Mày này. Cái băng quyền xong mới đến dưa tướng đúng không? Anh nhớ em có một ác dưa tướng mà nhỉ? Không có. Yên xe đạp là nick của em, nick của ai nữa? Đâu rồi em ơi. À, bị đá kinh quá. Cái lý Yên xe đạp dưa tướng không phải xe. Có em ạ. Đi đi vô tướng à. Cắt chạm rồi. Đặt là Tùng xe ôm với em xe nào á. Xe ôm. Đôi đồng quá, lại tướng trưởng có đồng là ích cho. Bất diệt anh nhá Yên nhá. Muốn dĩ game này nó phải vậy các bạn, game kỹ năng mà. Công muốn nhanh chả nhanh được. Nó vào đá kìa. Vào đá kìa, vãi đái chưa? Chúng mày này, chúng mày này. May quá em tỉ võ đi cha. May quá. Ôi giời ơi. May quá em tỉ võ em sống. Yên ơi em có sống không? Anh đang ở sau lưng ấy. May quá em tỉ võ. Đã, em vừa đá xong vào đấy. Bọn kia nó ùa lên. Cái mọc ơi. Đã được mấy mạng vào đấy. Anh nhường. Đấy cái thằng này loạn rồi, thằng khác con nó lao đầu vào. Bốn thằng nó đá túi bụi. Ờ một phát nó đá nên 4-5 thằng thiếu quyền cơ, nó khó chịu ở cái khúc đấy ạ. Nha hết KTA xong rồi oan này. Nó làm mình mỗi thằng một bình máu này. Tí đến thằng thiếu đông trường Minh Ngọc à. Ở đây. Ôi tí lại đến nó thấy. Mấy ông huấn luyện viên online đấy kiểu. Mấy ông bảo ui giời mẹ sao mày đá ngu thế. Ở đây phải vào đây đá lên to đầu luôn. Chân. Anh em mình thì có hai thiếu đông quyền thôi. Toàn 2 cân 6 cân 7 thôi. Thì mẹ nó bắn nhầm tu ngọt tu mẹ đầu rồi nè. Yên ơi cho anh xin cái sen đây. Đấy đi mẹ. Cho anh xin cái sen đi này. Xong luôn. Trên mẹ luôn. Về luôn. Chết xin xem làm gì khi đã chết. Đấy bịt mẹ. Cáu thật sự luôn ấy. Cáu thật sự luôn ấy. Nó vừa ích đam xong đi mẹ à, nó có tầng nữa sau đít rồi. Ôi giời ơi, ở cái đội ích đam nó đông thế không biết. Trăm tám mô thì thôi chúng ta không chụp với nhau rồi. Chịu, không đá được đấy rồi. Nó cứ bị cái mắc nhờ. Vinh mới cái đá thương quyền bà đá ổn phép đấy chứ hả? Em đá lâu rồi. Nay thiếu ca ve anh ạ. Một mình Yên không ca ve nổi ba người đâu. Yên nêu thỉ, anh nghe nêu thỉ vậy. Yên chỉ chăm riêng cho anh thôi. Ok. Em phải có người chăm riêng nữa thì nó mới dễ đá được. Đấy thì mẹ em giết nó đi mày, tỉ lắm này. Bất thình lình giật mình đứng ở đít. Nó toàn đứng sau lưng mình thôi, sợ vãi đái rồi. Mơ ngủ với thiếu âm trượng luôn. Ma. Như một con ma vậy. Ôi ứng kìa, ngoan chưa? Là vì em đá chết của em rồi đấy. Yên chết luôn kìa. Nó bắn cho Yên không kịp dậy, cổ xương không kịp dậy luôn kìa. Mút liền tay luôn đấy. Bắn ôi con Nga con tiểu đi đòn nó bắn chết luôn. Mâm hai bình vẫn chết được nhở? Chả vậy, hai bình nó sao sống được em? Thằng Nguyễn Trích kìa, thằng Nguyễn Trích kìa. Bắn nhiều tàng kiếm thì thành cho bên Miêu cũng là một tội ác ấy. Đang liền 5 cái tòi kim vào đầu. Tòi kim toàn 4 tòi 5k. Đến toàn vũ khí toàn. Bị đá sờ chim, em này em đang bị đá sờ chim rồi. Không bị đá thì ở đây vẫn chết em. Toàn nhầm em mà. Em ơi, em đâu? Đang là một này. Đấy thấy chưa? Phía sau luôn này. Chết luôn này. Giờ đá thiếu lâm trượng nãy giờ có đá được người đâu. Toàn đá thiếu lâm trượng không ấy. Anh đá lên có được sút đâu. Cổ xương đi bạn ơi. Yêu cổ. Này thì làm đôi. Yêu cổ cái.
Đi đường khác à? Đi vào đây em ơi, đi đâu bây giờ? Đội này không có yêu cổ sao lên anh? Ờ, cổ sư chết à? Cổ sư đi rồi. Cổ sư cố chạy lên đi người anh em. Không, sang Niêu thì anh đi Dương Cung là chính, nhưng Niêu thiếu quyền anh không có. Tống thì anh mượn của ông bạn anh. Con này thì còn được. Đây thì gặp Dương Cung nó bắn nhau kìa. Đánh ra cơm điện nha. Yêu cổ đi, yêu cổ đi. Đây là đi nhà cơm điện. Đi sẽ gặp nhiều treo. Ui em ơi tiền. Tiền đâu để em phân. Phân à. Liếm lẹ, liếm lẹ. Liếm lẹ, liếm lẹ, liếm lẹ. Liếm lẹ, liếm lẹ, liếm lẹ, liếm nhanh, liếm nhanh. Anh đòi hai nó toàn treo này. Xiên cái Yên ơi, xiên thành cái, xiên thành cái Yên ơi. Yên ơi, hết sen rồi, Yên ơi. Nó về rồi, nó về rồi, nó về rồi anh ơi, nó về rồi. Đâu vậy? Dung dung dung. Nó về đông lắm, nó về đông lắm. Nó nhìn sao chị nó về đông. Trời anh ơi. Đi đi đấy xuống mặt nó ăn treo. Đi, cố gắng đi. Đéo được, Yên chết nhà rồi. Không cứu được. Trời ơi, hello anh em nha. Ôi, mình sẽ tăng kiếm tăng mic anh em ạ. Khó quá. Em chờ cái tỷ võ là em lại em làm tỷ võ. Võ đi anh về. Chờ cái tỷ võ đi, chờ cái tỷ võ là sống ấy. Vòng mấy? Vòng mấy đấy anh em? Vòng mấy đấy? Vòng 1 nhá. Có. Anh Hải sống không? Anh còn sống nhưng mà ấy về đi đi tỷ võ đi, đá lốt. Vậy thì em về 1 nhá. Về 1 đi. Về 1 mẹ đi đánh cho an toàn. Anh hết nhiệm vụ rồi, đi tỷ võ là anh hết nhiệm vụ rồi. Đỉnh vừa đám được tầm chục mạng xong đã bị nó bắt bài rồi. Nó phải đồng đấy. Nó thấy mình đến phần này nó tóm cổ luôn. Liếm được 2 mấy mà em. Liếm được rồi, tôi liếm được chục mạng. Yêu cổ, cổ xưa lên đi. Vừa vào đang có làm chậm rồi. Đi kìa vừa ấy, tỷ võ xong. Ê, cổ sư quay lại em ơi. Lên chưa? Còn cái bác tử 3 phút rồi. Nó lên ngay bây giờ, nó lên kìa. Ngay bây giờ lên kìa, nó ùa một phát chụp thẳng ở phía sau kìa. Yêu cầu, yêu cầu, yêu cầu, yêu cầu, yêu cầu. Rồi lên nhá. Đâu? Ủa ngay bây giờ nó ngoài, anh để lên, anh đánh ngay bây giờ nó đi. Con KV của thầy nó lên được kìa. Mày này, đá anh em tao này, đá anh em tao. Bên đó anh không sợ lắm nhưng mà anh sợ thằng ấy mà. Anh sợ trốn triệu bên đó. Em cũng sợ bỏ mẹ ra, nó toàn lừa chúng mình nói thôi. Mình ngọc chết rồi. Đây đi, đây đá lốt thằng này đi xong rồi anh em mình à. Mẹ. Máu anh đấy. Trên nó. Đá xu xa đúng rồi. Đi 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 cho em đây để kiếm chạm tiếp đấy này. Thôi. Tôi mười mấy ra thèm ngọn chết, thèm ngọn ra nha. Tôi đã ba vác đấy gần chết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thèm ngọn kia, thèm ngọn kia. Kìa kìa kìa, bạn lên đi, bạn lên trước đi. Chết thôi nè. Thầy ông nội này đi đâu đi đâu đi đâu đi rồi. Chết rồi. Bốn thằng, đám phát bốn thằng vào đấy luôn. Thôi. Thôi em ơi. Em còn báo tử mà. Em còn lên đi võ, em còn ấy mà. Em đánh này đâu có chảo đâu. Ok, có mạng tiếp này. Cứu 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 cứu. Lên đi võ. Ôi nó chỉ vô giờ vô hai mình đâu rồi. Sao nó vậy? Trên kia anh Hải ơi. Bắt bỏ mẹ đi. Lên đi chưa? Trên trên này. Em lên đi võ, em ra ngoài bằng hai vàng á. Ra ngoài đánh được. Anh xin cái xem đi Yên ơi. Nếu mà nó đánh mình chết anh đâu mất chạm đâu. Ok. Anh Hải bắt đi, anh Hải bắt đi. Từ đó đợi đón xua xa. Đón xua à? Đón xua thì mình đá, mình đá quanh quanh đây thôi. Đánh quanh quanh đây này. Em đâu? Em đang bút vào mồm rồi. Từ đứng đây đi anh, nên là gì cao, đứng đây được mà. Cứ đánh đây đi, đợi xuống ống lên là vừa. Đã lên quả đá bốn mạng ngon phết. Gà đụng rồi, gà đụng, gà đụng nó múc kìa. Ui nó bắn kìa. Tao làm hết đi. Bốn mạng. Máu máu đi đây. Bây giờ anh em đã không có xe nữa rồi hả? Có mà anh.
Minh Ngọc Minh Ngọc này. Té. Tập trung phát này xuống kia làm chậm không với kiếm đấy. Đi. Em ơi. Đi xuống chưa? Xuống lên đợi rồi này. Xe một lúc 5 người. Xe 5 người dùng luôn ấy. Thôi chịu khó em ạ. Thế em hãy kiếm hai mạng ở đây đi. Xe này còn 20 giây kêu em nhá. Ok. Không tới anh ạ, đéo tới. Bây giờ hai xe một lúc. Đi ra đây. Lên. Hoàng đế đi chung thì chở ra. Ra đây có team hoàng đế này. Hoàng đế lúc nhanh đây, từ từ ơi. Anh ơi, đục. Nhìn anh, nhìn anh. Ai! Múc. Kịch mẹ mày lát uống mực cái à? Kìa, đấm một cái bổng luôn kìa. Bên trên có anh đánh xuống 2 luôn, đánh xuống một mẹ đi. Nhưng mà đi là điên này cụt đấy nhá. Đừng cụt đi ạ, à. Chấp nhận thôi, đá 20 mạng nữa là trả 40 rồi. Em trả 10 rồi. Đi nhanh. Bỏ qua bình tĩnh rồi đi. Mình trả 30 nè. Đấy, xuống đây làm 20 mạng nữa. Đi. Đi lụm nhanh. Em hết mẹ hết nhãn rồi. Bỏ luôn. Nó về đây, nó đang về nhá. Em đang thấy dấu chân phía sau rồi đấy. Múc. Nhiều. Múc nhanh. Bịt mẹ được có 11 chảo. Anh lại lẻ đi. Bình Nga đánh anh này. Anh ở dưới anh. Chết anh. Đâu rồi? Đây, xuống dưới. Xuống dưới nhanh này. Đi cơ. Dưới đi nhiều. Đá đi. Ui, đá sướng đi. 14 rồi. Ai bắn nó về rồi. Mấy cái thằng đá lai này. Để ít anh em tao chơi tí nào. Đá trên này lắm này. Đây. Đá xuống là sao luôn anh, đá luôn. Có cái gì chạy đâu. Bây giờ chỉ có khiêu chiến thôi anh ạ. Khiêu chiến chạy thôi. Huyền Ly. Em chạy đây. Bao nhiêu mạng? Em được có mười mấy mạng thôi, em đá lốt phát em chạy được. Anh chả muốn sao. Chết chưa? Chết rồi, sống nổi. Giáo có thằng nào để chiến, để khiêu chiến. Thôi, xong rồi, ai hoan đã chết rồi. Đá lai thôi, không bị đá lai rồi. Ok, chị cao là ngon rồi em ơi. Lên. Quả đi bất ngờ. Anh em mình phải chơi kiểu đấy em ạ. Bút đi anh em ơi. Phong đi với anh ai sợ gì đó. Nhưng anh lại thích. Đây, lại tập trung ở rào 1 em. Hôm nay đá mắc. Chí chụp ảnh cho Phong sướng. Không, chơi game nó vui thôi, không quan trọng. Không, nhưng mà vòng mấy có hôm nay ở được 900 điểm thì hôm nay cố đá mắc ấy. Vòng mấy ấy kìa, vòng mấy. Vòng 1. Ôi đá quả buồn cười đau cả ruột. Anh em chưa hôm nào mắc thì hôm nay mắc rồi, hôm nó phấn khởi tí. Quả đánh đột kích quả này hơi ảo đúng không? Anh em snipe giúp mình một cái anh em ơi. Cảm ơn bạn Hưng Phạm. Ngựa quen đường cũ. Đường nó bắt bài rồi anh ơi, đánh bài đi. Đấy này chặn đường kia nó móc đốp chết. Cứ để người quen đường cũ em. Đi luôn chứ còn gì nữa. À có vong bút bút tốc này, có vong bút 10 tốc này, ngon này. Mẹ quả 10 tốc này ngon này. Anh em nào xem nay mà có Nga Mi Đàn thì vào đây đi chung với mình nhá. Nga Mi Đàn tống nhá. Yêu cổ hụt rồi bạn ơi. Ơ đi chưa? Yêu cổ đến 3 cái chưa được kìa. Ok. Yeah, đụng nha. Đi. 35 mạng rồi. Không có chạm đâu, mấy anh em đừng bắt nhá. Xem lại đừng bắt nhá. Không có chạm đâu. Xua ấy kìa. Nên à. Tranh thủ chứ. Nó bù quên cống luôn kìa. Đông thế. Ở nhà rồi. Mình đâu? Em đang chưa tụ khí xong. Ừ,
cho anh. Em làm hết, em làm hết. Mẹ, yêu cổ, yêu cổ, yêu cổ. Được, 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 xuống được, xuống được, xuống được. Cố lên. Ôi có thịt mẹ nó giết, giết chết im. Chết mà ngang kiếm mình rồi. Không được anh ơi, đồng lắm, nó thủ ở nhà đợi mình rồi, nó thủ ở nhà đợi mình rồi. Ôi. Ôi một nhà mình đông phết này, đỡ phải đi tìm. Thôi về ra một đánh luôn đấy, Bubi lên đây. Cắt hết bọn một đi, đồng lắm. Ôi sao mày em mỗi lần mà em cài cái auto thay đồ nó lại bị ấy nhỉ? Sen. Ôi, còn một nhà yêu cổ đi, yêu cổ đi, yêu cổ đi. Một nhà mình này. Yêu cổ đi. Mày bá chơi chơi được mấy trăm điểm rồi. Em ơi, một dưới sâu rồi nó tầm một độ chục thằng như mình đánh luôn. Tầm hai mình đã ném một thằng đó. Ừ, chơi để anh lên 2. Em chạy về 1 đi, đi. Chạy 1 đi Phong ơi. Dương cung này, nó kỳ môn chết bây giờ. Em chưa có mút, giờ lấy mút. Nhớ cổ đi sâu ơi. Đấy, em chạy dần về 1 đi, anh em đón nhau. Nào đi 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 đi. Kìa bên phải bên trái. Em nghe nghe giàu nói rồi. À, thế thì em chạy ra 1 đi, đừng chạy ra 2 nữa. Đây, anh nhìn em rồi. Đúng rồi. Quả này mà vào quả hậu danh thế là mẹ ngon mẹ luôn mà không vào được các bạn, bên kia nó thủ rồi, sẵn nó đợi rồi. Hai đông không? Đến hai này. Đông 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 này. Đây đánh còn một thì trước đây. Đây rồi. Phong ơi. Làm hết đúng rồi. Tôi đang chuyển vẫn còn đang thủ chuồng như kia, ui trời ơi, ôi xe vẫn là nồn mạng. Ở bên trái kia anh kìa. Đây, anh nhìn đi anh. Bọn này để em. Lát cái đó, bọn thời thầy ông lội rồi. Không. Em đã gần chết rồi, Phong lên làm. Yêu cổ đi, yêu cổ sư chết mẹ rồi. Yêu cổ sư chết mẹ rồi. Không cổ sư rồi. Loạn rồi, tôi chết rồi, hai thằng cùng loạn. Chúng nó cũng loạn. Cổ sư về luôn đi, không hồi sinh. Hồi sinh được không ấy chứ. Yêu cổ, yêu cổ, yêu cổ luôn, yêu cổ luôn, yêu cổ luôn, lên đá này. Mẹ, đéo có huệ nhãn này này. Đừng ơi, lại win. Đấy, thay ông lội đây rồi. Ôi trời hả? Chết thật hả? Anh ấy còn chấm máu rồi. Vẫn chứ. Ketamin. Ketamin thành em chạy. Đó mẹ. 40 mạng rồi. Anh em ơi, xem bấm giúp mình một like anh em nhá. Cảm ơn anh em và bấm follow giúp mình một cái nhá. Lên luôn anh ơi. Còn lắm cổ sư thế hả? Mẹ tòi kỳ nó bắn lệch mẹ mồm luôn. Sợ thật đi. Tiếng trượng này, tiếng trượng sau lưng Hải kìa. Cứu cứu con tiểu bị đòn anh ơi, con tiểu bị đòn nó bị dồn này. Con tiểu bị đòn nó bị dồn này. Cứu con tiểu. Đây, mẹ ba mạng luôn, thầy ông nội luôn. Thầy ông nội luôn. Chơi hết cái team mình rồi. Cổ sư còn, cổ sư cứu tớ phát chạy xuống dưới cổ sư. Anh chết cái cửa chuyển đi, chết mất mẹ cả mặt. Mắc chưa? Hoàn đế 1000 này. Chạy em ơi, chạy em ơi. Chạy em ơi. Em thiếu 200 nữa em kìa. Yêu cổ đi, yêu cổ đi. Cầm 2 à. Em đáp lẽ vậy mạng ha. Yêu cổ đi, yêu cổ đi. Hello bà con nhá. Đi đá mấy anh còn gì phải đá lẻ, cứ đi cùng chứ có gì phải, đâu phải lẻ. Em học cái thói quen đi cùng với anh em đi. Em giờ em đi đá. Anh ơi nó vào kìa. Tôi chết rồi. Anh mà đàn bơ vơ mai anh có đâu ra được. Em đá phát là đứng im rồi. Thôi đá xong hết là nhà mình rồi. Đá xa nhở. Yên toàn bị bắt thôi. Xuống xa không có yêu cổ. Yêu cổ đi cổ sư ơi. Yêu cổ lên đá. Được không? Xuống xa rồi. Nước túi chết rồi, làm gì? Chết này, ok. Thua 2 cái điểm.
Đây này, đây này. Chết này, ôi giời, một tí nữa kìa. Xuôi lên đi. Rồi, chết rồi, chết rồi. Đi mộ đá rồi. Anh Hải mở đường đi, anh Hải mở đường đi. Mở đường đi anh, đúng rồi. Hay. Chúng mày này, chúng mày này, chúng mày này. Một thằng chết này, chúng mày này. Hay quá anh ơi. Vẫn được mạng không ạ? Vẫn được 5 chảm của đấy, chuồn 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 chuồn. Nó vào đông nhá, nó vào đông nhá. Xuống sống không? Anh phải uống. Tịt mẹ mày. Ôi 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 giời. Chết rồi nhá. Ôi đẹp chết rồi anh, ôi đẹp chết rồi. Nên nó xảy ra gì? Nó đã được ở lội bác à? Ông thấy điều thêm chữ mình đấy. Đà đi anh, đà luôn, anh ơi, cứu cứu cha, đà luôn, đà luôn. Mày đá này, mày đá này. Kìa, thương chẳng kìa. Úi dồi ôi. Ta phù, duy khai. Ta phù rồi chắc là thật hành nhanh lắm. Bọn nó vào nó rất ba phát nhanh lắm, nó đi ra ngoài luôn. Bất diệt đâu Yên, bất diệt cho bọn anh cái. Yếu quá rồi. Chơi mấy thằng rơi cung cày thật. Ok. Đám luôn thằng đấy đi anh. Còn một thằng chạy thoát rồi. Đi sát góc tường này, sát góc tường. Đây, 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 đây. Đây. Đây, đây Phong ơi. Máu, máu anh. Rồi xong rồi, Minh Ngọc đá chết hết rồi. Nào hết Phong ơi, đúng rồi, hay. Tốt như kiểu vừa sút vừa ướt con người lên. Thì mẹ ướt con mẹ người đá vào đấy nhìn điêu vãi. Mình đá, mình đá. Mình đá vào đấy mình cũng rất bắt hiệu ứng. Chết con mẹ luôn. Kiểu 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 đấy là vừa đá vừa ướt người. Bên thở. Hello, chào bạn 34 nhá. Chào bạn 34C, hello ạ. Ôi rồi vòng 2 là mình kìa như cái chợ chùa rồi. Yên ơi, ghép mi tầm 1 nhà mình này. Dạ. Đây đây đây. Đây. Vòng 1 nhà mình như cái chợ chùa rồi. Cứu 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 cứu. Đây anh phía sau này. Mà Yên hơi vất vả tí nhá. Yên không phải là hơi vất vả mà không phải là hôm nay mà anh thấy hôm nào cũng vất vả. Nào vất vả. Đấy 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 đấy. Mày gan thật sự đấy thằng Danh này. Tại vừa mới chắc đít này làm gì nữa. Máu thật đây, nó rã ra cổ mặt mình rồi. À bên trái người bên trái. Bỏ qua đây xóa mẹ tái chương trượng đi anh em cần ngủ mơ thật. Chơi game toàn thấy ma ám ảnh nữa gì. Là ôi. Ui ca mình kiếm nó tanh máu nó sống kìa anh kìa. Phong này ra đi Phong ơi. Nó chết rồi, nó chết rồi. Nó sống nhưng mà nó bị ốm. Thì kiểu gì nó cũng chết thôi em ạ. Mấy thằng lồn rơi cung này. Nó bắn kinh vậy này rồi. Ờ, đây. Minh Ngọc, Minh Ngọc, Minh Ngọc. Thấy, 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 thấy. Đấy, đấy, đấy. Đấy, ngủ đấy, Minh Ngọc. Ủa, à, sao ném cả xa nhở? Ờ, tại đang sao, tại tại sao nó lại xa vậy nhỉ? Giúp bỏ anh. Giúp bỏ anh. Cái này bắn không trúng rồi. Đấy, 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 đấy. Lại thêm thằng bé gì nữa này. Ném cổ ném cả xa ấy, khó chịu á. Mày. Mày này, mày này, mày này. Em mắt để rồi. Ok. 41 mạng rồi. Vãi thật. 89 mạng. Đá không nửa Phong rồi. Ôi yêu cổ anh. Yên ơi em lên chưa? Em đang lên. Đây 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 đây. Đây. Ôi trời ơi, thôi 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 thôi. Ôi trời ơi. Anh ở trên này. Vừa lúc lao lên chưa có yêu cổ. Trai, yêu cổ, yêu cổ, yêu cổ, yêu cổ. Yêu cổ bất diệt em ơi. Anh Hải gần chết rồi. Anh đang thoi thóp. Lên cứu Hải, thoi thóp, thoi thóp, thoi thóp. Lên lên cứu, lên cứu, lên cứu. Có mạng luôn. Lavi đuổi em, Lavi đuổi em, Lavi đuổi em. Chết thôi, hiểu biết. Chặn anh được không?
Thôi em về nhà rồi, may quá. Con Elena ấy ơi, đáo này là xem được phản. Con Elena xem. Gì này? Xem. Em vừa xem rồi. Không, con Elena chưa. Vừa đòn chết. Ôi vòng 2 nhà mình đông lắm anh ạ, à. Con lên vòng 2 mình một đánh này. Đi. Vừa vòng 2 mình đánh này. Nhưng mà đây đánh rào, rào lại xong rồi. Hết lực chấm, hết lực chấm. Em đá chết 45 thẳng ở vòng 2 rồi. Boss em đâu? Đã được hai này. Đầu giống hai này. Chưa rồi, chưa ba anh em mình KVA đi nhau rồi. Anh cho hai ông đam đi mình. Em bị kẹt ở hai rồi, ngay bây giờ nó bắt nó ít đam này. Ủa thử chết rồi, nó ít đam. Nó ít đam, địt con mẹ nó ít đam ngay bên đàn kìa. Kinh vãi. Ngoài em có em để em. Có con pin này này, con pin này này. Bọn nó bật auto. Auto ngay bên đàn mà. Auto ít đam. Em nào búp luôn đi. Thích cầm đàn này. Bắt chiều phòng. Anna đẩy phòng. Anna búp đi tiến đây. Đánh xuống. Có ích đam ngay đàn đấy các bạn ạ, đừng có đùa. Nỗi kinh vãi, vừa nãy nỗi chết rồi đây. Hello anh em nhá, xin chào bà con. Bà con bấm giúp mình một follow bà con nhá. Xuống như hai người luôn anh ơi. Đây đây, từ từ thôi em. Anh đi. Xuống 2 đi, em ra ngoài em sút luôn này. Xuống 2 ra ngoài em sút luôn này. Đâu 2. Em lựa đi, anh đang ngồi ở đây chứ an toàn, tại vì mình 12 ô mà. 12 ô cả? 11 ô. Ờ, giờ đó hết rồi, đấy, karate kìa. Vòng 1 à? Ờ, giống 2. Ra là gặp luôn. Ra. Yêu cổ sâu xưa rồi, cổ sư. Tao làm hết! Ui giời ơi, tí làm hết con kia. Yêu cổ. 46 mạng rồi. Con gà con kìa, xuôi. Cần giết thằng cường bích thần đàn đi. Đấy. Kẹo kiểu đá như cơm nguội. Ui, thôi đi. Em ơi cứu anh phát. Thôi xin. Không có cô gái là anh em mình gần như kiểu là. Phế vật mẹ luôn, nó xiên mình cơ. Trời ơi, loạn kìa. Nó đang nó lên để nó đá. Xong đây. Luôn, khó vãi trường à. Loạn kìa. Bạn ơi, trước khi bạn đi. Một phút nữa thì đá cho nó mát điểm nữa. Thiếu 6 điểm. Không biết nữa, chắc là không được đâu quá. Ra đá nó phất cuối đây, anh Vinh. Đã phát cho các bạn. Bất diệt anh thiếu bất diệt ra, dành cho bất diệt nhá. Rồi. Mắc chưa? Su sa kìa, kìa. Mắc rồi. Đi em. Anh gảy đi. Đi mẹ, em không có bất diệt đâu này, em chết mẹ rồi. Kéo chết su sa ơi, chết mất chảm đấy. Lần để gió. Elena, vậy vứt cái Elena đi. Vứt sang này là bố đấy. An toàn nhất. Lần đi gió về nhà luôn. Link tải riêng.com anh em nhé. Các bạn mod đã để link rồi. Đây là phiên bản 2.8 anh em ạ. Rất là vui. Anh em chiến trường rất là đông. Anh em có thể tham gia nhé. Điểm số bao nhiêu rồi? Đấy, đi gió. Số người chiến trường hơn 200. Ôi liêu lại win kìa. Thua 3k. 2k. 2k. Thắng thua. Thua 2k2. Anh em Facebook xem bấm giúp mình một like anh em nhé. Chào bạn Thành Công, chào bạn Tung Bùi. Mày cộng đồ lên 6 chứ. Căn bản là bên nó đông thiếu đông quyền lắm. Nó úp cho một phát nó đá như vậy em sao mà sống em. Anh đi giữa nó tuốt chết queo trừ 8 điểm. Rồi thôi đếch mắc điểm được rồi. 381 điểm. Em đá ngáo ngơ mà còn được 308 điểm. Chưa nhìn thấy 1.000 ở đó kìa. 992 mất 8 điểm không? Thì boss thua. Thì boss thua mất 8 điểm đúng không nữa. Thế thả em đừng thì boss xong. Chú lớp ơi, tí inbox tới gửi xu nhá. Không thì tối nay búp tới trận nữa tới gửi xu một thể luôn nhá. Cho nó dễ nhá. Không thì gió cũng chết à. Tí ra lại nó đỡ mất thời gian hơn. Anh em follow giúp mình một cái nào anh em ơi. Bây giờ mới rảnh ngồi đọc comment các bạn. Chào bạn Gia Phạm nhá. Tải game ở zcamerat.com bạn ạ.
Anh Hải đánh đánh Thiếu Quyền Thiên Ba không? Anh có biết PK Thiếu Quyền đâu? Yên đánh không? Yên này. Yên đánh không? Đó, vào lịch Phong đánh. Thiên Ba hả? Nhưng mà Phong đánh là phải chấp đồ cơ. Bây giờ đi ăn boxer môn hay gì nhỉ? Đánh là Thiên Ba. Con này có đồ tú hành đánh. Ờ, lấy đồ cùi cùi tí nha, mình đánh vui. Tớ đang tập PK mà. Thì lấy đồ đủ xanh đánh đem nó đủ quân về này. Ok, vậy chắc tôi tàng kiếm nhá. Hello bạn Sơn, cho tớ mượn Nga Mi Đàn. Nga Mi Đàn thì không có Sơn ạ. Nếu mà Sơn cầm Nga Mi kiếm thì cầm. Sơn về đây. Không chấp sao tôi chấp được. Điền, ông đánh hay vậy gì nữa, ông sút mầm 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 vậy. Một mình Tiến nữa phải chấp hai phong. Chả vậy, Tiến đánh gọi cứ giả vờ ấy. Đều nói PK. Nhưng mà không sao nữa. Nhưng mà Tiến này em có sút được phong, anh thấy phong cũng sút khá tốt. Hả? Anh thấy phong nó sút cũng khá tốt đấy, nhưng mà em solo có ăn được không? Sao ăn được? Không ăn được phong á? Em thầy phong mà. Em thầy phong à? Nên không ăn được đúng không? Lươn vãi đáy luôn thề. Anh Vinh solo khả năng quên không? Thì bây giờ anh em mình đánh vui vui nhau, em dạy anh PK đi. Nhưng mà Tiến là đợt này là em quen cái ở bên này rồi đúng không? Em hả? Em tự đua top xong rồi em không chơi nữa, em cày thôi. Không, nhưng mà ý là em quen với cái bảng bên này rồi đúng không? Thì trước rồi. Là trước lúc đầu tiên lúc em sang ấy là anh là người nói chuyện với em để em sang ấy chứ. À, lúc đó em còn chơi bên Vinagame. Ừ, nhưng mà em có nhớ lúc đầu tiên em sang đây là anh liên hệ với em không? À, cái bản gì mà có dũng mà đào chơi nữa phải không? Loạn Hoàng Hồ, cái lúc về anh đang PK. Lên chưa, lên chưa, lên chưa, lên chưa, lên chưa, lên chưa. Lên Thiên Ba nào, lên Thiên Ba giao lưu tí nào. Yên đánh đúng không? Nếu mà em quên rồi thì anh sẽ kể cho em nguyên cái câu chuyện mà... Thôi thôi anh Hải ơi. Đấy là còn anh solo 5 triệu hả? Anh Hải ơi, nó dính chơi vào khác mà nó không hay anh Hải ơi. Ờ ờ. Thế nó cầm cả nó quyền nhá. Làm sao được, cái quyền đánh chấp 2 à. Ôi nó nong cái ạc thằng Tùng mà đấm ạ, à, sợ vãi. Em cầm ngang mi kiếm đi. Ờ, sao mình cứ bị... Để đổi cái auto thay đồ cái. Hello bà con nhá, chào bà con bấm giúp mình một like bà con ơi, bấm follow giúp mình cái bà con ơi. Hello, thay đồ này, từ từ em cài thay đồ phát. Set này, arc này nó không có nhiều set đồ nhá của ấy. Đó cũng không thủ yếu. Đánh thử đi. Tôi có con Nga Mi kiếm không dùng ấy mà Sơn. Nếu mà Sơn đánh thì ok thôi. Anh em mình vui vẻ. Các bạn em solo mấy Tiến đấy thì Tiến này cho anh chung với lại 500 kim phiếu nhá. Kèo này kèo ăn thẳng Nam Vinh ạ. Em chịu, em đánh là sẽ được. Ờ, đặt kèo cho em nhỉ. Chịu. Kèo cho ai? Yên chơi gì? Kèo ông Quyền á? Ừ. Hết sen rồi, hết sen rồi. Hết sen rồi chứ. Đánh đại tu xem nhá, đánh đại tu Tiến nhá. Sen được cái, hết sen rồi. Ok, đánh nhá. Đừng theo anh nữa đại ơi. Dư coi tướng ăn được cái phong quyền lắm nhỉ. Được anh ạ. Thế thì em lóc một người tìm nick dư coi tướng vào đây. Mẹ, thằng Tiến lúc PK kinh vãi lìn anh ạ. Nó giả vờ. Ăn phong quyền này tướng mà. Không Tiến nó bị cá kinh vãi lìn. À, em không, ý là cái lít cá ông quyền của em là tướng nên là em sợ là mọi người thua đúng không? Tính như chắc em mũ tướng luôn. Nhưng mà có 2 giây tiên phong là một lợi thế khi PK. Nó có 15% tốc độ di chuyển. Linh hoạt hơn rất là nhiều.
mẹ thầy, tiền nó pk kinh vãi đại đấy thề. Rồi kinh Nó vãi lìn đấy, nó biết đánh. Vừa đánh nó vừa nhảy nó vừa múa. Nó vừa múa. Nó múa như kiểu mẹ phá vãi lổn ra. Muốn kinh vãi Thằng lìn luôn. diện rách này. Tí nó bảo nó kích mẹ nó khỏi bang bây giờ. Đá hay quá, kích khỏi bang. Tí nó bảo thằng ấy nó kích mẹ ra khỏi bang. Thì quá rồi. Năng độc quá. Mày mất mẹ bình máu rồi. Thì ra từ tiếng anh em như con đi. Tí mà thấy dạ, thấy kích con lắm. Mẹ ra khỏi bang huynh đệ. Thôi, thua rồi, thua rồi, thua rồi. Thua rồi. Thua rồi, hết xem rồi. Mẹ tự nhiên bị năm độc mà phá nữa. Không. Phong đá đây. Không chạm được vào người phong rồi. Hai thằng tiến rồi, tiến ra kinh đấy. Solo với phong ngồi ổn đấy. Ngồi solo với tiến là hơi khoai. Không có đằng giao bích, arc này nó không có đằng giao bích. Arc này xương chuyên ông đổi nhầm mẹ đằng giao bích. Ông đổi mẹ hoắt lên bổ ngọc. Nên là bây giờ phải chấp nhận thôi. Solo cặp tiên phong ngon chứ. Không, arc này tôi bảo tôi thua mà. Xem anh cái Yên ơi, X2 nắc xem anh ơi. Đánh đi. Solo với em à? Điên đánh làm sao được cái bằng. Tí nữa anh đánh em. Anh Subasa đánh không? Vậy em chấp 2 đi, PK chấp 2 đi, anh đánh cho. Alo. PK chấp 2 đánh luôn. PK chấp 2 đánh luôn. Xem em ơi. Để dõi anh nhá. Mẹ nó thằng tiền nó PK hay thì cần các ông đùa. Tiến nó trù mò. Tiến PK hay có chạm vào được vào người nó không mới là vấn đề. Rồi xong rồi. Anh nhìn nó ở VMG nó sút kỳ kinh lắm, nó múa mình để xuống đời gì. Vớ vẩn yên thù ấy. Ui dồi ôi. Hay, bẻ chiêu hay. Nhưng mà này là thua rồi. Choáng nhiều nhỉ. Để tôi bảo thằng nào vừa phá mình nhỉ, nhắn thằng Thuận cái kích mẹ ra khỏi bàn. Ủa thua rồi. Thua à. Còn hai bệnh nha. Anh hay quá. Thằng ca sướng nhất vẫn cứ phải. Thằng tiền nó đánh kinh lắm anh ạ. Tiền nó biết đánh. Ừ. Nó múa như thế mà nó bảo nó không biết múa, lườn vãi đái rồi. Xem cái như này. Dạ đúng, dân chơi chuẩn thì ông quyền nó phải như vậy các bạn. Chứ tôi hơi gà. Nói thật anh em thông cảm đấy. Anh em có cái kèo là solo vôn phái không? Nick anh chưa đủ trình đuổi nick em đâu, vôn phái em là chùm server anh hiểu không? Anh thích solo em solo cho anh luôn. Ờ em này, sao hôm qua cái set từ Tết 6 kia là hôm kia ông chưa đập lên được à? Thế nào? Không, anh hỏi Tiến cơ. Em game hả? Ờ. Xem anh cái em ơi, anh hãy lắc lên. Tôi hỏng rồi. Bạn Việt Anh hỏng rồi. Cái lần cái nó Việt Anh nhận nhờ kèo 450.000 một đồ, 3 đồ hôm qua nhận 1.350.000. Nhưng mà bây giờ cái áo còn chưa lên mỗi cuối này. Mày làm sao mà đánh được anh ấy? Thì anh không đánh được thì anh mới bảo vậy chứ, anh đánh anh học tập là chính. Xem anh gái, anh đâu có xem đâu. Anh lắc lên đồ. Xem. Mới chơi đồ, ok. Anh Mai lên. Anh Mai mặc set 6. Xem anh gái, ơi. Úi dồi ôi, lắc mới chơi đồ. Mới chơi đồ. Mới chơi đồ, VIP lắm. Chắc chắn kiếm vào. À, thằng Thái rúi lỗng lên. Hop. Ai có mũ tướng này. Ơ nó lên mũ tướng rồi hả? Ừ. Vãi nì. Chắc là nay Ngọc Bảo Châu chắc gần lên rồi. Chào Mai.
Hôm trước tính là 10 ngày. Có một tiếng ở khác lắm. Này là mùa kinh quá này. Nó muốn mình đéo chạy được người nói hiểu không? Nó đánh khó chịu luôn á. Ủa. Thấy à? Đấm cái gì lâu lên một phát chết rồi em. Nó đánh nó mình không chạy được vào người đâu cơ mà. À. Yên này em làm cái gì em đấm cái thằng lâu lên bốn phát chết đấy à? Ủa cả ông quyền đấm cục à? Đánh kinh lắm. Đi mẹ thằng lồn thái này. Vinh lóc lít nào ấy? Em min đi à? Không. Có phải kiểu mi đi không? Giao dịch anh cho xem này. Vinh này, tôi giao dịch anh cho xem này. Gì? Món gì? Hello. Hello. Anh ôm nắm em vần vây. Đây, anh cho xem. Cứ bình tĩnh cho em, cứ bình tĩnh, em cứ bình tĩnh. Mọi yeah! Tiếu lâm trận anh chết hết bây giờ. Đấy mà à, lên thiên ba chơi tí mà công này tí nhau cũng phá. Thiệt. Chịu công. Tao bảo tôi không chơi kiếm quyền giỏi. Tôi chỉ lên tôi học PK thôi. Còn công bảo thích gà thì công vào đây vô chiều hết. Cân hết. Ông nào thích gà tải game vào đây. Tinh tải dưới điện thoại tôi cân hết. Đá đánh mai phát anh ơi. Yên ơi xem anh cái nào Yên ơi. Nào gì đây? Toán làm gì vậy? Chia đá cặp 22 đi. Em đá với anh Mai cái. Chia đá cặp Thái dúi với lại Mai đá em với thì lại Thái không? Thái đá đâu? Thằng nào đá? Thằng Thái á. Hốp, hốp đá. Điệt mẹ, thằng nồn nó 5 lít Thái nhá. Cứ Thái mặt mại dâm. Theo theo cái đéo thì vướng cả người ra. Qua. Tư thầy mại dâm mày xét bảy rồi. 10k. Nói đam kìa. Mại dâm mày đã bách thảo một tịch à. Chết. Lấy quá né được quả vạc. Hải Phòng à? Hải Phòng mua kim phiếu đấy, Hải Phòng đấy. Ok, xong. Ba phát. Cái Thái này nó bận đi sao ấy? Ai đây? Ai on up nào ấy? Trường. Link tải game ở zgamehiệnthoại.com nhá. Trường. Thằng này là thằng xoáy đi đòn nó này. Nào. Chẳng ngâm trường. Theo cái củ cạc treo. Yên ơi xem anh cái. Bây giờ giết xoái đấy, có được lên TV không nhỉ? Đột, Yên thì đồ sát đấm, đấm chết mẹ xoái đi, đồ sát đấm chết mẹ xoái đi. Ừ, để lên TV. Đồ sát đấm chết mẹ đi. Anh tại đi anh lừa, anh lừa, đấm chết mẹ đi. Đấm mẹ đi. Đấm đi, lên TV. Ngày xưa cứ rình giết xoái được lên TV, được. Đây anh xả cho. Win rồi. Ông giả cho em đấm cái quả này đi. Em đấm sống. Đi ăn đi. À tôi có đối thủ rồi. Anh Mai đang cầm với ai nhỉ? Anh Mai à. Nếu mà đúng anh Mai thì đúng ông bạn em rồi. Mẹ nó đá cả xoáy kìa. Đi đi hai vợ chồng đi đón con em ơi. Ok anh mà đi con. Xem anh cái chứ là anh đá với Hu Dương phát. Nếu mà anh có tiền thì anh đi một mình rồi. Anh đâu có rủ em. Ngủ chết sao? Đủ cũng chết thôi.
Địt mẹ ông. Ông kia ông giờ ông mới gồng tiềm long ạ. Vậy mình lỗ mẹ rồi. Không kịp luôn, ông gồng tiềm long muộn thế. Anh mày đón con mất rồi, đáng PK hay đi đón con mất rồi. Sư thầy mẹ dâm à? Ui ôi, xếp 7 á? Khiếp vậy. Ui ôi. Cái này cái băng quyền mà ta. Đập trên xóa đi Yến ơi. Đập trên xóa đi. Em ơi đập trên xóa lên TV em ơi. Số cái băng quyền nó đấm cho to đầu luôn đấy các bạn. Không đánh được băng quyền đâu. Ôi chết anh. Đấm xoáy cho đấm đi đấm anh làm gì. Ác mình không bán anh em ạ. Ác này Thanh Hà đang cầm rồi. Tôi có bán đâu. Nó nhắm kìa, nó nhắm kìa, nó nhắm kìa. Thì bán nó chỉ nhắm nhắm nó đam thôi. Đấy, 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 nó nhằm xoáy nó giết không ạ? Lên vô đen đánh. Lên vô đen ở trong thành đi vô. Thì em đấm chết cả anh. Ôi em ơi, ôi em ơi. Kìa. Cô bút. Em xem cho nghe anh đá với ấy phát. Anh đá với anh Thái phát. Em minh lắc đi đánh nó dễ. Hello bạn Tuấn Kiệt, hello bạn. Chào anh em nhá, anh em bấm follow giúp mình một cái anh em nhá. À, tối thì tối nay thứ mấy nhỉ? Tối nay có tỷ võ 11 không anh nhỉ? Mẹ đá bỏ mẹ lên kia đi chứ. Để nó sút vậy. Mà thấy nó không sút chết được con Nga Mi để đâu. À Hoàng đế 93 lên kìa. Đánh đam kìa, đánh đam kìa. Server zk2huyenthoại.com anh em nhé. Đây, anh em tải đây này. Zk2huyenthoại. Ôi dồi, nó lại xdam kìa. Đây nhá, mình gửi link đây anh em nhé. Ác thì anh em chịu khó vào mua nhá. Tại vì ác thì đa số là của anh em có hết rồi. Thế giờ 1.2 không? Tiến 1.2 được chứ còn 1.1 thì chịu. Bộ tiền đánh kinh lắm. Thua. À vui đòn đánh từ từ để em đánh chết xoáy phát. Bu xem từ phát từ đánh chết xoáy cho xem. Đã sấp mặt xoáy luôn. À, bao tay mày à. Tay mày ta đại tu. Đại tu một ô, đánh xoáy đại tu một ô. Đừng phá nữa. Anh phá cả rồi. Con đá kìa. Con đá kìa.
xem cái bất diệt này, cái bất diệt này, cái đánh đi xem sao. Đứng im. Mẹ nó có tiềm long ạ. Ông tướng nó hơn 10 tóc luôn á. Mày gì này. Đít mẹ nó kinh, tốc nó cao thế nhờ. 10 tóc mà. Nó 10 tóc cơ mà. Bớm 3 bình máu rồi đấy. Ôi giời ơi, thế này đấy cơ mà. Nhưng mà nó hơn hẳn mình cặp tiên phong với cái nón tướng mà. Mày đánh ngang đồ tao đi. Để thế tống mẹ cổ lại đại tu bố mẹ. Hello anh em nhá. À nhưng anh bao tiền á? À nhưng anh có mấy trăm nghìn thôi em ạ. Rẻ mà. Em nên tải game sang tải luôn nhá. Mấy trăm nghìn một ngày ấy. Kiếm game này kiếm ra tiền không anh á? Ừ em ôi dân cày tháng kiếm 100 triệu. Không lấy điều. Anh Hải tháng kiếm 100 triệu. Xem được cái. Xem cái xua sang. Xem như một con ma só vậy. Nó lại bơm máu rồi. Bơm máu cho nó bơm đi. Đồ sát nó ích đam bây giờ đấy, nó đồ sát nó ích đam bây giờ là lừa đông đông nó ích đam đấy, nó lẽ ra. Đem mặt lên để cho đủ mục tiêu rồi. Đấy, đấy ra. Xem được đấy, không còn đế đủ đánh không? Ôi à, đầu tư PC thì các bạn chơi khoảng 10 triệu thôi là chơi được rồi anh em ạ. Anh nhẹ mà. Cái này không cần đấy, có chiếc mi mà lười gồng. Chiếc mi hồi rồi. Kể ra mình đá 3 vác còn có mạng đấy nhỉ. Con này bao tay cộng 7 rất là ngon. Thôi anh em ạ, đang PK với nhau tự nhiên mấy ông lên phá này thì chịu chứ còn. Bây giờ bảo thì không được thì thôi chứ còn. Xem được cái rồi ơi, anh năm đi. Thôi bấm nhầm cửu chuyển rồi. Thôi đi con mẹ mày thôi. Cái thằng kia nó phá thế nhỉ. Búp lại xem lại đánh con đã.
Hello bạn Sky, hello bạn. Đang đấy á. Làm vào mình. Ok, đợi tôi tí. Nhanh thế. Mình bị lừa vào đấy rồi. Long nick để cho đồ sát. Long nick cho đồ sát. Thằng nào đồ sinh nên mà đồ sát này đây, đồ sát đi này. Này tí nữa thằng nào đồ sát lừa cho đứng mẹ ở chỗ này này. Cho đồ sát. Đấy thằng nào lên lên mà đồ sát này. Cười đau hết cả ruột. Đấy thằng nào lên đây mà đồ sát này. Thằng này mình đồ sát này. Chào bạn Tuấn nha, hello bạn. Đồ sát này. Sút làm sao chết được con Gami kiếm này. Ui giời ơi. Đừng đánh nhờ. Để xem hai này đánh nhau nào. Hoàng đấy Big PK mà, Big PK hay vẽ lỉn. Thằng này nó có nãy vác không kinh này. Thôi đã. Định đại tu của limit rồi. Hết xe rồi, hết xe, hết xe. Nó gì đà đó. Ích vác nhanh nhở. Ích vác nhanh nhở. Cái này mà gồm vào đây được quá ích vác còn mới kinh. Chịu thôi bạn quốc hùng à, tại vì là người ta phá thôi chứ. Để cho nó đá mấy cái bọn kia đi. Cho nó đá cái bọn kia đâu rồi, nó đá chết rồi. Hai người đá chết hết bọn kia rồi, đỏ lòm máu rồi. Đây 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 đây, đứng đây, nên mà đá tiếp này, nên mà đá tiếp này. Đấy anh em hợp ý tôi thế nhờ. Không, vài trăm nghìn các bạn chơi rồi. Hello bạn Long Vũ nhá. Nạp vài trăm nghìn là chơi rồi. Anh em tải game ở dĩ hành tận chống con nhá. Chúng ta PK một tí, tranh thủ. Anh em chưa like video thì bấm giúp mình một cái nhá. Tiến PK 25. Tình hình Tiến dạy tới vài bài Tiến ạ. Này không ổn đâu Tiến ạ. Dạy vài bài đi. Đánh ăn hành nhiều. Không nhưng mà dạy biết thì cứ dạy đi. Khổ quá, giấu nghề làm gì. Dạy đi giấu nghề làm gì. Tiến cũng cứ giấu nghề không ạ. Ngại lắm. Đang nào đánh nào. Đấy lên đây mà đồ sát này. Nào 100k mạnh như Phật tổ là có thật. Thật mà. Nên mật tuyệt nhanh lắm. Đấy hoàng đế PK hay lắm. Không, tớ không đánh được với cái băng quyền. Nó rút búp nữa kìa, quá đáng máy lì, nó rút mẹ búp rồi bạn ơi. Rút mẹ búp rồi. Nó rút mẹ búp đánh đầu, nó quá đáng máy cả lìn. Đây mà con Gami kiếm mất dạy, nó rút mẹ búp rồi. Năm xị được nick được rồi anh em ạ. Anh em cứ lên mà chơi. Nó rút mẹ búp rồi còn lon cái gì nữa. Bố cậu. Toàn công bọn.
5 xịn là được rồi anh em ạ. Nó rút mẹ búp rồi. Vừa lại quên không cắn lắc trước cái búp. Đó, để tôi đánh với bạn này tí. Tôi đánh nốt với hoàng đế tí nhá. Đấy, lon đi. Ai lon đi? Ai lon đi? Ai lon đi? Lon đi. Nó sút mất mẹ cái bất diệt. Ừ, đờ mờ nó. Mẹ, vãi lồn 612 ra. Nó nào bạn? Tiếc quyền, đáng tiếc quyền. Nhìn cái bao tay nó kìa. Nhìn cái bao tay nó kìa. Tiến. Đó. Nhìn cái bao tay của nó kìa. Đó. 27. 613 đam. Cái đam trong nó cao kìa. Ừ. 262 đam. Nó đá đam vàng rồi. Kinh vậy đấy luôn. Mà sao đá mình nó sốc vác kinh vậy đấy. Đấy cái hạt này chưa có kháng cả 10 nè. Ừ, hạt này thua. Nó giảm ra chắc. Quỳnh thật sự mà. Mình chơi hoàn tí mà hắn chạy khiếp đấy nhỉ. Trên vòng chạy trở lại. Nó lại rút búp rồi kìa. Đờ mờ con Nga Mỹ mất dậy chưa. Hết mẹ sen rồi ông hoàng đế ạ. Ông đánh nhanh rồi. Tội hết hai bình máu rồi. Đây này. Cứ đứng nhìn nhau không ạ? À? Thôi đá mẹ đi thua thôi này. Đánh rén đấy luôn. Đó rồi, nó nát cột kìa. Hai thằng cũng hết máu. Hết máu rồi, hết máu rồi. Mõm này, mõm này. Mõm này, mõm này. Không thấy Long Lick lên đồ sát nữa cơ mà. Đấu dám lên cho tiền đấy. Hết tiền rồi. Bây giờ tôi nghỉ anh em ạ. Thôi mình nghỉ đây các bạn ơi. PK tí mà công làm căng quá. Công vào đây mà đánh này. Công tải game về chơi nhá. Ninh thằng chủ tôi để đây. Tôi PK yếu tôi nhận thật.
Tại vì tôi mới học chơi kiếm quyền mà. Ông nào giỏi với đá nhá. Tôi để link tải game đây các ông nhá. Đây nhầm nhầm, viết nhầm, viết nhầm. Mình để đây anh em nhá. Và các bạn có thể tải game mà có thể giúp mình follow nhá. Chiến trường nó khác biệt lắm các bạn, nó không giống như các bạn nghĩ đâu. Thôi mình áo các chủ ạc vào cho nó đánh tí, tại vì nó chưa đào thành nhân chiến. Mình nốt ván này. Mình nốt ván nó nghỉ. Mình ngập giờ mình lên. Từ đến 6 giờ mình lên mình ngập ạ. Còn ông nào mà chơi game lâu năm rồi thì vào đây. Anh em mình giao lưu với nhau, chỉ bảo với nhau. Còn các ông cứ mà công bình luận không thì nói là mẹ gì. Đấy, thắng rồi đấy. Thắng rồi đấy. Không, chơi game thì phải tự tạo nick chơi chứ ai hãy đưa nick đây. Ui giời ơi, vậy người ta gọi là không được. Người ta gọi là không làm mà vẫn có ăn, không hiểu không? Anh em vào tạo nick đi xong rồi tôi gửi code tân thủ cho nhá. Đây là đi mẹ này con này. Bố mày đấm cho mày. Mày láo này, mày rút bút tao này, mày rút bút tao này. Đúng rồi, phiên bản ngày xưa chơi vui đúng không anh em ạ? Em bên Hợp Long á? Đâu em Hợp Long đang nào? Anh em nhá, link tải mình để đây anh em nhá. Anh em nhớ follow giúp mình một cái. À đây, link đây. 17 tu khí là phiên bản khác hơn phiên bản này. Phiên bản này căng lắm, bây giờ 14 thôi. Từ từ, đợi lên bấm bên kia chặn. Nào, thằng nào lên rút búp này này. Tên là... Từ từ lừa lên sút cho nó phát. Xem đi xem, xuống xem lừa lừa sút cho nó phát. Nó ra chưa, nó ra chưa, nó ra chưa, đừng cười nữa. Ra chưa? Hết ra rồi, mẹ mày ra đồng sút cho phát này, mày ra đồng sút cho phát này. Thằng đấy quả bóng tay xịn nhất server luôn. 613 nam thì bạn nó sút cái đấy thì thôi khỏi hỏi luôn đấy. Đây này, đứng đây này. Nghỉ anh em nhá. Em đang chơi bên Dương Châu, đang tập toàn chơi thử. Ừ ok em ơi nhá. Nghỉ anh em nhá. Facebook luôn.